Dạ em chào bác Dung. Chào em. Ủa sao bác ngồi đây có một mình vậy bác? À thì ngày nào cũng lâu lâu ngồi phải đọc cái một số cái comment trên YouTube nè, Facebook nè. Dạ bác Dung có tâm quá. Không biết là bác Dung cảm thấy như thế nào với tình cảm của mọi người dành cho mình ạ? Thì thực ra thì ai cũng biết rồi, khi chúng ta mà làm một điều gì tốt và mọi người quan tâm, chia sẻ thì mình nghĩ là mình rất là vui rồi. Em thấy là mọi người để lại rất là nhiều cái lời nhắn nhủ cũng như là tin nhắn tình cảm gửi đến bác. Thì ở đây thì nhân dịp cuối năm thì em xin phép là đại diện mọi người là có tập hợp một vài cái lời nhắn. Thì chắc là em nhờ bác là có thể là tương tác trực tiếp cũng như là trả lời trực tiếp với mọi người được không ạ? Dạ vâng. Cảm ơn em. Rồi trong đây thì có một lời chúc của một quý khách là Phạm Ngọc. Giáng sinh mùa nữa lại trôi qua, Bác Dung xem mến tựa người nhà. Hành trình tuy khó nhưng hạnh phúc, kết quả cuối cùng đạt tiếng xa. Thì đây là một cái fan cứng, một khách hàng đặc biệt, chị Phạm Ngọc là một người mình luôn luôn tặng những bài thơ rất là hay cho tôi. Mà tôi nghĩ cô này là chắc một nhà thơ quá, chị Hoàng, chỉ cần khi Facebook, YouTube vừa lên xong là trong vòng tích tắc một phút là ra thơ, mà thơ rất vần điệu câu cú, nó rất là đúng theo cái nhịp của thơ đó. Một lần nữa thì cảm ơn chị Ngọc nhiều nha. Chúc chị và gia đình một năm mới thực sự là an lành hạnh phúc. Bác là một bác sĩ vừa có tâm vừa có đức vừa có tài, luôn hết mình với bệnh nhân. Chúc bác và ekip Chevio luôn được nhiều sức khỏe. Nhìn cái icon bạn này là biết là khách hàng thân thương, fan cứng. Rồi cảm ơn Văn Hồng nha. Chúc chị và gia đình một năm mới thực sự là an khang, hạnh phúc nhiều lắm. Của một khách hàng Nguyễn Phan Dũng. Bác Dung làm ca phẫu thuật để đời, không những thành tựu về giải phẫu thẩm mỹ mà đề cao tính nhân đạo trong nghề nghiệp, hết sức tuyệt vời. Rồi cảm ơn chú Nguyễn Phan Dũng nha. Chúc chú gia đình một năm mới hạnh phúc nhiều lắm. Ví dụ như bạn Kim Hoa, mến được có gương mặt như hôm ngày nay là nhờ bàn tay nhân hậu của bác Dung, và cũng là cái phước duyên may mắn của mến. Rất cảm ơn bác sĩ Tú Dung đã tận tình giúp đỡ cho mến được hôm nay. Thực sự nói về câu chuyện mình mến thì một cái hành trình nó rất là dài, 2 năm trời đúng không, gần 2 năm trời, thì đến bây giờ có thể là có thành quả, chưa là 100% nhưng cũng được 90%. Và khi nhìn mến trở lại cuộc sống bình thường, có công việc để tự lo cho bản thân mình, tự tin, thì tôi nghĩ bất kỳ ai cũng thấy cảm thấy hạnh phúc chứ không phải riêng tôi. Dạ bác ơi, thì em cũng biết là đặc biệt trong năm 2020 với năm 2021 là bệnh viện JW của mình không chỉ là hướng đến những cái dịch vụ tốt nhất dành cho khách hàng mà còn muốn lan tỏa, chia sẻ cho cả cộng đồng. Thì năm 2020 thì mình đã bắt đầu với chuyến xe chia sẻ, còn năm 2021 thì mình lại lan tỏa mạnh mẽ hơn với chiến dịch là tiêm vaccine với lại tiếp xúc bệnh viện tuyến đầu. Thì không biết là trước khi mà mình khởi đầu những cái hành trình đó bác, thì lúc đó thì trong tâm niệm của bác thì cái điều mình mong muốn lớn nhất là gì vậy ạ? Khi mà cái đại dịch xảy ra thì mình cũng chả biết là chuẩn bị cái gì, làm cái gì hết. Mà tự nhiên thấy bắt đầu năm 20 thấy dân khổ quá, đặc biệt người nghèo, không có cơm, gạo, thức ăn, khó khăn. Thì lúc đó thì mình thôi, mình tự nhiên trong tâm trí mình thôi, giúp được gì là giúp. Rồi bắt đầu mình thấy là nhiều gia đình nghèo, những người vùng sâu, vùng xa, những trong người đông hẻm rất là khó khăn. Mình từng ở trọ, thấy những cái nhà nhỏ 3m, 4m là mình thấy nhỏ rồi đó. Mà vô quận 8 các bạn biết nhiều cái hẻm đó, đi phải nghiêng người chứ không phải đi thẳng được đâu. Vô cái nhà có 1m2, sâu 2m, 3m, có 1m4, 1m5 thế này nè. Sau đó là cái bàn sau nữa là cái bếp của toilet, tất cả. Mà mình kinh khủng lần là đúng là không phải ai cũng sung sướng luôn. Thì lúc đó mình thấy dân mình rất là tội nghiệp, và chúng tôi bắt đầu chia sẻ phát gạo cho mọi người. Mà đi thì càng thấy thiếu thốn. Đó là tại sao từ đầu tiên là cái khỉ phát 5 tấn gạo không, mà trong một vài tuần sau lên 15 tấn, ví dụ 20 tấn. Thì
cuối cùng mình nghĩ là dịch sẽ qua, nhưng mà không ngờ năm 21 là một năm kinh khủng nhất, và chứng kiến cái cảnh mà người ta bị bệnh và mất, đặc biệt là các bác sĩ tuyến đầu, bệnh viện quá tải, không có trang thiết bị, thiếu thốn đủ thứ ập hết. Và tôi thấy đây là một tình trạng chung thế giới anh biết. Thì đó là tôi nói thôi, bằng mọi giá mình phải làm sao giúp được bệnh nhân, mình là bác sĩ mà, thì giúp được bệnh nhân, giúp được các anh chị em tuyến đầu. Thì cái ý nảy ra là trong ngày hôm nay suy nghĩ là ngày mai là phải mua hàng liền trong đêm là ở đi, và càng đi là cảm thấy tội nghiệp thương vô cùng, nó thiếu thốn không thể. Mà tôi thực sự lúc đó tôi là người đầu tiên, không phải nhiều người lên tiếng, nhưng mà tôi dám là người đầu tiên nói gì này trên YouTube và Facebook. Vì lúc đó là không phải nói dễ các bạn, bây giờ nói dễ chứ hồi xưa các bạn nói là khó lắm. Và tôi là dám nói điều đó, vì thực sự mình vô trong những cái bệnh viện dã chiến, bệnh viện thế nào đi thâm nhập để thấy sự đau khổ thiếu thốn của nhân viên y tế, của người làm chiến dịch đó gần mấy tháng trời làm gì. Và không có mình làm, nhiều doanh nghiệp, nhiều mạnh thường quân tư nhân họ làm dữ lắm, làm kinh khủng lắm, và chúng mình cũng đóng góp một phần nhỏ đó. Đó thì mình thấy cực kỳ mình hạnh phúc vì đó. Dạ vâng, thì trong suốt hành trình đó và cả những hành trình trước đó nữa với chương trình Nhan Sắc Mới Khởi Đầu Mới, thì bệnh viện mình cũng như là bác sĩ Tú Dung đã nhận được rất là nhiều lời yêu thương của mọi người. Thì chắc là bản thân bác cũng thấy rất cảm động với sự yêu thương của mọi người đúng không ạ? Thực vâng, tại vì trong năm qua thì bệnh viện Xeview nói chung và cá nhân tôi nhận rất nhiều cái tình cảm đặc biệt của quý khách từ tất cả mọi miền tổ quốc, ở nước ngoài rất nhiều nữa. Thì đây là những con số mà chúng tôi ghi nhận được trên cái kênh của ba kênh của bệnh viện Xeview, là kênh YouTube, Facebook và TikTok. Đây. Thì đến bây giờ trên YouTube là có được 200 triệu người đã xem. Đó, một con số tôi nghĩ là khá là lớn. Facebook là được 110 triệu người, TikTok là 23 triệu người. Như vậy tổng cộng là được ba các kênh được 333 triệu. Đây là cái trong thời gian qua, cái lượng tương tác YouTube là 600.000, Facebook là 3,1 triệu, TikTok là 700.000 đó. Đăng ký kênh bây giờ là kênh YouTube là 210.000, Facebook là 820.000, TikTok 134.000. Và đặc biệt cái bình luận là một con số kinh khủng ha. Bình luận tổng kênh của ba view là 600.000, trong đó YouTube 150.000 và Facebook 400.000 và TikTok 30.000 đó. Và các bạn xem là đặc biệt kênh Facebook thì YouTube, Facebook thì cầm điện thoại nhiều thì cũng hầu hết là tôi sẽ rep lại, reply lại và trả lời các câu hỏi cho quý khách. Thì đây một con số khá ấn tượng. Và đôi khi chính mình làm những cái điều, ví dụ giờ mọi người có thêm cái tôi đăng một cái Facebook về trường hợp một bệnh nhân đã mổ mắt 11 lần. 10 lần trước đó rồi, một lần 11 lần tại tôi. Và chúng ta thấy đầu tiên là chỉ mổ một cái mi dưới thôi, mà từ một vết cái sai lầm đó đến sai lầm khác, phẫu thuật tất cả 10 lần, mà nhìn cái hình trên Facebook có thấy thương bệnh nhân lắm. Đó, thì cái bệnh nhân này cũng vô tình lướt thấy được cái vấn chiến dịch vaccine, rồi thấy được và vô trong kênh mới tìm hiểu được, biết là tôi có mổ những trường hợp đặc biệt vậy. Thì đó là bệnh nhân kể được một câu chuyện là người ta có duyên gặp mình trên về chiến dịch vaccine. Đó, rồi từ đó mới có cơ hội, cơ may chữa bệnh cho cô này một đôi mắt. Như vậy đây những cái tình cảm mà quý khách dành cho tôi trên ba kênh YouTube, Facebook và TikTok là thực sự rất đặc biệt. Dạ vâng, thì em thấy là em xin đọc lại một lần nữa là tổng kênh của tất cả các kênh là 333 triệu lượt xem, 4,4 triệu lượt tương tác, 2 triệu lượt đăng ký theo dõi và 600.000 lượt bình luận. Có bao giờ bác nghĩ là mình có lượt quan tâm lớn như vậy không ạ? Thực sự đầu tiên là cái kênh của mình hầu hết là đưa về dịch vụ chuyên môn hết. Tất cả là chuyên môn hết. Rồi sau này chiến dịch về vaccine, chiến dịch về cứu trợ thì cũng đưa những câu chuyện để truyền cảm hứng, để mình chia sẻ cho cộng đồng thôi. Chứ mình không nghĩ là được nhiều người quan tâm như vậy. Đó. Rồi nhưng những câu chuyện nó sẽ lan tỏa, và những câu chuyện đó đều là câu chuyện thật hết. Mình cam đoan với mọi người 100% tất cả câu chuyện nhân vật là của mình thật hoàn toàn. Và tôi có thể nói từng nhân vật, tôi có thể quên tên,
nhưng mà tôi không quên được nhân vật đó làm gì, mỗi gì, ở đâu, hoàn cảnh ra sao hết. Chính vì thế là nó đưa tới những người mà theo dõi kênh, những người mà ủng hộ mình muốn cảm nhận thật, và khi cảm nhận thật thì người ta luôn luôn ủng hộ mình. Sắp tới đây bác sĩ Tứ Dung có dự định gì cho bệnh viện JW cũng như bản thân mình không ạ? Thì mọi người cũng biết rằng là trong công việc với cuộc sống chúng ta luôn luôn có những kế hoạch và dự định. Tuy nhiên là 2 năm qua thì nó quá nhiều cái thay đổi, quá nhiều cái sự cố về Covid, Covid, cho nên là đôi khi những dự định nó cũng khó thực hiện được. Tuy nhiên cái mà chúng ta vẫn đi giá trị cốt lõi, giá trị cốt lõi mà của bệnh viện Chaview là chúng tôi vẫn tiếp tục cái cốt lõi về cái hành trình phẫu thuật nhân văn, để đưa tới giúp đỡ những người mà có hoàn cảnh khó khăn, khiếm khuyết về ngoại hình. Thứ hai, mình làm dịch vụ thì phải cung cấp dịch vụ tốt nhất, chất lượng tốt nhất cho bệnh nhân chia sẻ. Đó là giá trị cốt lõi chúng ta. Thì bên cạnh đó thì cái hành trình về chúng tôi tiếp tục mở rộng các dịch vụ điều trị chuyên về phẫu thuật tạo hình lớn, về phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ điều trị, về chỉnh hình lớn, đó chúng tôi vẫn làm kế hoạch. Đó là lý do tại sao ngày càng có nhiều ca khiếm khuyết ngoại hình, về hàm mặt, khiếm khuyết chung trên cơ thể, về u bướu mà chúng tôi nhận phẫu thuật mà không ít, rất ít cái bệnh viện thẩm mỹ khác làm. Đó là sự trưởng thành từ của Sergio cũng như cá nhân tôi, càng ngày muốn là mang đến giá trị điều trị thẩm mỹ điều trị nhân văn. Nó thực sự là một cái mảng rất là rộng và lớn, và nhu cầu rất lớn của xã hội. Thì đầu tiên cầu mong cho đại dịch hết, là cái cầu mong thực sự, không phải bản thân tôi mà tất cả ai cũng vậy hết, là thứ nhất. Thứ hai là cầu mong cho mọi người có một cái sức khỏe, để mà cái sức khỏe thì chúng ta mới làm được nhiều việc. Và kính chúc cho tất cả mọi người là cũng như gia đình là luôn luôn là hạnh phúc, là xinh đẹp. Một lần nữa kính chúc tất cả quý khách một năm mới thật sự vui vẻ, hạnh phúc, và có nhiều cái niềm vui mới trong năm. Rồi, chúc mừng năm mới.